Hồi nãy nó nói anh thấy gì? Nó kêu làm hết vụ nội, kêu vậy thôi à, cái đầu nó thầy đâu. Rồi nhiêu tiền? Nó khoảng 9 triệu mấy. Trời đất ơi, nguyên bộ nồi này làm gì tới 9 triệu mấy không biết ăn gì dữ ta. Nó dẫn kêu gồ gồ, dẫn kêu gồ gồ, nó nói 29 triệu mấy hả? Nói thôi anh chưa có tiền, mà có bên này. Mà nó tàn nhẫn chứ. Mấy anh em cũng nghe rồi đó, anh trai vừa vô hãng người ta báo là hay hết nguyên bộ nồi là 9 triệu mấy, gần 10 triệu. Xe của anh trai dẫn bộ kêu gồ gồ. Như cái tiếng anh em vừa nghe, muốn xác định cái nguyên nhân cái tiếng kêu gồ gồ này, mình nó tháo hết nguyên cái nồi ra để kiểm tra coi nó kêu bắt đầu từ đâu. Mình chỉ cần nghe thôi là mình biết nó kêu bạc đạn mu ly rồi. Xử lý đơn giản thôi là nó đã hết kêu. Không biết ở trong kia người ta làm sao á mà báo anh trai tới 9 triệu rưỡi gần 10 triệu, quá khủng. Mình cũng có hỏi kỹ anh trai là người ta đã tháo cái nồi anh ra chưa mà người ta báo anh là hay hết. Anh nói chưa có tháo ra gì hết trơn. Ấn vô nó nhìn trong đồng hồ km nó thấy 40 mấy ngàn cây rồi là nó nói cái nồi này là hay hết luôn đi. Báo giá là 9 triệu mấy. Nghe một cái là sang chấn tâm lý luôn, cho nên là thôi anh kêu nó hay nhất. Rồi anh nói vậy bữa nữa có lương rồi anh hoành là anh làm sao xong mà anh đi thẳng xuống em luôn á. Thì bây giờ anh tiến hành mình tháo ra kiểm tra cái món nào tận dụng xài đôi khi xài có gì đâu mà hay hết. Nếu mà thay full cái nồi này tất cả những chi tiết chưa tới 4 triệu làm gì có chuyện mà tới 9 triệu mấy. Nếu mà thật sự bảo dưỡng nguyên chiếc anh hát bảo dưỡng full hao mòn như là hai vỏ làm phục trước phục sau, bố thắng để trước sau, full nồi nhớt máy nhớt láp, lọc gió vệ sinh động xăng lọc xăng làm chén đèn cổ đồ các kiểu luôn thì quả may 9 triệu mấy thì nó còn hợp lý. Nó cũng hơi xào nhẹ thôi anh em, nhưng mà nó còn trong cái mức cho phép. Tiếp mình sẽ thử tới cái phần mì mẹ mu ly ha. Rồi nó kêu cái bạc đạn này nè anh em, cái bạc đạn này với bạc đạn trong nè đó, ở trong nó có bạc đạn nè anh em không, nó kêu hai bạc đạn này thôi. Mà hồi nãy anh nói là đi vô hãng người ta báo là thay hết nguyên bộ nồi này của anh hát rồi, K01 nè, là trong hãng người ta báo là 90 triệu. Sau xác định xong cái tiếng kêu gồ gồ nằm ở đâu thì mình tiến hành kiểm tra tất cả những phụ tùng còn lại cho anh, như là cả mặt nhôm cũng có bị hao mòn lúng khuyết nhưng mà nó vẫn còn nằm trong mức cho phép. Mình có đưa phương án là gia công lại phần mặt nhôm này cho nó thẳng rồi sử dụng lại tiếp, hay có điều kiện hơn thì anh thay luôn cả mặt nhôm này mới, hoặc là có thể sử dụng lại luôn không cần gia công gì lại hết, vẫn sử dụng được tới 15-20 ngàn cây nữa là chuyện bình thường. Mình báo giá cho anh hai phương án, một là thay mới, hai là gia công lại. Sau khi nghe giá thì anh nói ôi cả mặt nhôm có nhiều tiền đâu, thay cho anh luôn cả mặt nhôm mới luôn đi, khỏi còn tiện vớt gì nữa ta. Nó cũng hơi khuyết khuyết nhẹ nhẹ rồi đó. Sau đó thì kiểm tra về phần Jigogo này cũng còn rất là ok luôn, vẫn có thể sử dụng tới 20.000 cây nữa là chuyện bình thường. Tới thời điểm hiện tại nó chỉ mới găng găng nhẹ nhẹ thôi, chưa còn thiếu cái thay thế, sử dụng như nào đủ tiền thì mới thay. Phần kẹp trượt tới thời điểm hiện tại nó cũng có một độ hao mòn, nên mình yêu cầu anh trai là thay cái phần kẹp trượt này, nó cũng có mấy chục ngàn thôi, thay mới cho nó đồng bộ với phần chén bi nồi thì chỉ mới cấn nhẹ một góc thôi, chưa đáng kể lắm, vẫn còn sử dụng lại được. Ảnh có hỏi mình là hai bi nồi bao nhiêu tiền, mình báo giá xong thì ổng cũng đòi thay mới. Mình mới nói thôi sao có gì cũng đòi thay vậy anh. Trai mới nói khi nào hợp lý thì thay thôi em, rẻ tiền chứ đâu có mắc đâu. Cụm mu ly đường chạy đã có tình trạng bị cháy nám và sọc khuyết, nhưng mà trong khả năng của mình có thể xử lý cháy nám và sọc khuyết này tí xíu nữa trong quá trình mình thay bài đạn mu ly, mình sẽ xử lý cho anh trai luôn. Chuông nồi sau bị sọc khuyết rất là nhiều, cho nên mình yêu cầu anh trai là thay cái chuông nồi này mới, vì bề mặt tiếp xúc giữa mặt chuông và bố nó không đồng đều với nhau, dẫn tới bề mặt ma sát không tốt, gây ra hiện tượng rung ra đầu. Tại sao mình yêu cầu anh trai thay thế mới là do cái chuông này nhà sản xuất người ta sản xuất ra đều đã được cân bằng động trên máy ly tâm, nếu mà mình tiện vớt lấy lại bề mặt phẳng sẽ dẫn tới tình trạng mất lực ly tâm, xảy ra hiện tượng gợn từng cơn ở dãy ga 40-50. Cầm bố ba càng còn rất là đẹp, nhưng do tiếp xúc với bề mặt chuông, chuông nó bị khuyết như thế nào, mặt bố nó cũng bị khuyết y hệt như vậy, nhưng do bố còn rất là dày, vẫn còn sử dụng được tới 30-40 ngàn cây nữa, nên mình sẽ xử lý bề mặt bố này lại cho nó phẳng để đồng đều với bề mặt chuông mới. Nắp nồi sử dụng thời gian cũng có bị tình trạng khuyết sọc lọt với lớp mạ ni ken, nhưng mà nó vẫn không đáng kể lắm, mình vẫn có khả năng để xử lý lại trong một thiếu cái tay hơi mới. Cái gì còn xài được thì sẽ tận dụng lại xài, còn cái nào không xài được thì bắt buộc cái thay mới. Tiến hành sẽ đúp đầu như lúc đầu mình có nói là mình thay cặp mặt nhôm nồi mới theo yêu cầu của anh trai. Như anh em thấy đó, cặp mặt nhôm nồi cũ đã có tình trạng bị lúng khuyết, cho nên là nhu cầu của anh trai là muốn thay cặp mặt nhôm nồi này mới. Khi mình thay chén bi thì bắt buộc mình phải thay luôn cả cánh quạt cho nó đồng bộ với nhau. Nếu anh em nào có điều kiện kinh tế hấp hơn vẫn có thể gia công bề mặt mặt nhôm này lại cho nó thẳng để sử dụng lại tiếp. Chuông nồi như lúc đầu mình có yêu cầu là thay cái chuông mới để bề mặt tiếp xúc giữa chuông và bố nó được tốt nhất, hạn chế tình trạng bị rung ra đầu. Hầu như ở
tiệm mình, nếu chuông bị khuyết quá mức cho phép thì mình yêu cầu anh em thay chuông mới, không gia công điện vớt lại, để tránh tình trạng mất lực ly tâm gợn từng cơn. Ở giải ga 40-50 cái bệnh gợn từng cơn này rất là khó trị, cho nên mình sẽ tìm phương án an toàn nhất. Ác nồi mình đã tận dụng từ ác nồi zin theo xe và đã xử lý xong mất đi những cái đường khuyết sọc. Những chi tiết nhỏ này chỉ cần mình có kỹ năng xử lý cơ bản 30 giây là hoàn thành, tiết kiệm được rất là nhiều tiền. Mọi thứ một chút, cái gì cũng thay là rất là tốn tiền anh em ơi. Bố ba kèm vệ sinh sạch sẽ, hoàn toàn mất đi những cái đường khuyết sọc. Nhìn sơ qua cứ tưởng như là bố mới xếp vào đây là bố cũ, mình xử lý lại hoàn toàn sạch sẽ, kể cả những hạt bụi li ti nằm sâu đều được loại bỏ. Sau khi mình thay bờ đạn xong là anh em ơi, đó im gu ha, hồi nãy là nó kêu gồ rất là lớn anh em. Rồi uống bây giờ banh mượn rồi. Sau thay bạc đạn bu ly xong test thử thì anh em cũng nghe đó, êm ru. Đặc biệt những chi tiết như là bạc đạn bu ly, phết bu ly đều có bán lẻ. Mấy anh chị em mình hoàn toàn không còn thiếu phải thay cỡ cụm mới. Hai cái máy bu ly này nó được làm bằng thép, độ bền rất là cao, sử dụng tới 100.000 cây thì nó vẫn chưa có hư đâu. Khi người ta yêu cầu thay thế nguyên cỡ cụm bu ly này thì mình nên xem xét lại. Bi nồi mình sử dụng là dòng bi Bando, cái dòng bi này nó cực kỳ bền. Thương hiệu bi Bando này là thương hiệu sản xuất cho hãng Honda, cho nên mấy anh em mình cứ tự tin mà dùng. Trước đây mình có sử dụng bi Zin Honda chính hãng, nhưng sau thời gian theo dõi thì mình thấy bi Zin nó vẫn không bền bằng bi Bando, cho nên từ sau này mình chuyển qua sử dụng dòng bi Bando này luôn. Tiến hành ghép vô. Đối với những dòng xe tay ga, anh chị em mình sử dụng nên nhớ 10.000 cây mình nên đi vệ sinh nồi một lần để lấy hết những cái bụi li ti ga. Nồi tay ga này nó cũng giống như là sên nhông diễn xe số, cũng cần thiết phải vệ sinh sạch sẽ định kỳ. Mỗi lần vệ sinh nồi chỉ có 100k thôi, mình sẽ hỗ trợ kiểm tra tất cả những phụ tùng liên quan tới phần nồi. Nếu trong quá trình vệ sinh kiểm tra mình thấy những cái món nào cần thiết phải thay thế hao mòn thì mình sẽ thông báo cho anh em. Nếu anh em nào có nhu cầu thay thế liền thì mình sẽ hỗ trợ thay thế ngay tại chỗ, à không phát sinh thêm công cán gì nữa hết. Còn nếu anh em nào chưa có nhu cầu thay thế thì mình vẫn biết trong bộ nồi mình đã bị hao mòn những chi tiết nào để lần sau mình bảo dưỡng không bị thợ thầy người ta vẽ. Rồi lượm anh em ơi, im ru ha. Ở cái nắp nồi vô nó là em ghê luôn anh em. Cuối cùng thì anh trai cũng yêu cầu mình làm thêm phần chén đèn cẩu nữa, do là chén đèn cẩu của xe của anh trai nó quá nhẹ, khi chạy tốc độ cao khoảng 60-70 thì cái đầu xe nó rất là lắc, phải ghìm cái cổ xe thật chặt. Chạy xe về hai cái tay nó rất là mỏi, nguyên nhân là do phần chén đèn cẩu này một thời gian sử dụng đã bị lỏng, không còn độ đầm chắc nữa, cho nên mình yêu cầu anh trai là thay một bộ chén đèn cẩu mới và canh chỉnh lại. Sau khi mình xử lý xong phần cẩu đã có độ đầm nhẹ, không quá nặng cũng không quá nhẹ, vừa phải, cảm giác chạy thoải mái, không còn thiết phải ghìm hai cái tay thiệt là nặng nữa. Cũng như phải thực hiện là một tiền chính luôn, có làm cái cổ luôn, cổ chính luôn chứ hàng cổ luôn. Cái hàng bi với cô chuông hả, rồi hợp lấy không? Cuối cùng cảm ơn anh trai rất là nhiều. Cảm ơn em nha, anh em nào có nhu cầu sửa chữa khắc phục bảo dưỡng cứ liên hệ cho mình, mình nào miễn hơi thời gian. Cảm ơn em rất là nhiều nha anh em ơi.